Vâng, em chính mình định chào tất cả các bác cũng như đã hẹn với các bác là tối nay em lên sóng con Fixer 250TX. Mời các bác cùng xem những hoa hậu Fixer thì em luôn luôn đưa về và đấu mạng về để phục vụ các bác nha. Trước mắt các bác thì đó là một vị điệp đậm chất từ Mỹ về. Bên em là phân phối những cái sản phẩm Fixer gọi là đẹp nhất cũng như tuyến rất là kỹ để phục vụ các bác là vừa nghi vừa trưng bày. Đây trước các mời các bác cùng xem đồ đẹp của nó nha. Con Fixer 250TX là phía trước này là vân gỗ nha. Còn con 2050T là nó mạc cà phê màu hồng nha các bác. Đây là 250TX, mời các bác nghi coi dần nấm nha. Đấy. Nấm của nó là màu vàng éo ánh nha. Và phía cạnh là nó được phay kiểu bát cánh cạnh kim cương nha các bác. Đây là những con máy chắc bãi thì nó sẽ sáng tròn như thế này. Chưa qua tay người dùng Việt Nam nha. 250TX thì cực kỳ nổi tiếng rồi, quá là hay rồi. Con này giá 18.500.000 nha các bác, 250TX nha. Còn 250T thì bên em vẫn có nha. 250T thì nó 16.500.000 nha các bác. Đây là 250TX nha. 250T và 250TX thì nghi nó cũng xem nhau các bác. 9-10 thôi, cũng khó nhận ra lắm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, rất là mới nha. Thì trên những con Fixer hoặc là những con âm ly Mỹ mà nó sử dụng cái trạm loa dạng ốc như thế này quá thì bên em luôn hỗ trợ các bác là một cái bộ chuyển đổi như thế này để có sử dụng bộ này. Thì nếu các bác cần thì em vẫn bán giao các bác là 300.000 một bộ nha, gồm hai đen hai đỏ nha. Đây, mời các bác cùng xem độ mới của sexy nè trước khi vào bên trong luôn nha. Đấy, các bác thấy chưa, nếu các bác nào đã chơi những con Fixer cổ mà thấy sexy như thế này là tuyệt vời luôn. Con này series nó dễ thấy này. Đấy, 74504 này, con sexy nó mới. Điện 110-120 nha các bác. Đấy, các bác nhớ series chưa? Đấy. 4504 nha. Rồi đi vào nội thất bên trong luôn nha. Bác nào có yêu thích con 250TX này thì alo cho em. Con này mà chơi những dòng loa AR2AX, AR2A 4 loa tuyệt vời quá, đánh AR4 tê lắm. Nói chung là chơi những dòng AR2A series 2A trở lại là tuyệt vời. 2A 4 loa, AR2AX, AR4, AR5 vân vân. Rồi sau đây em đi vào bên trong nội thất để các bác cùng xem luôn nha. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh và để được liên tục được cập nhật những video mới nhất nha. Vâng, đây là nội thất bên trong, mời các bác cùng ngắm. Cũng có thể gọi là đẹp thiếu mỗi thùng xốp các bác. Các bác nhìn sexy này. Con này các bác là mình sưu tầm gọi là thiếu mỗi cái thùng xốp thôi. Nhìn sexy là đủ phê rồi các bác. Đấy. Siêu nét. Đây là 4 con kích. Đấy. 4 con sò Motorola chân vàng. Mới thiếu thùng xốp nha các bác. Tất cả nguyên keo. Còn tem còn cờ phía trên luôn. Cực mới nha các bác. Sử dụng kích Motorola. Và 4 con sò Motorola chân vàng. Đỉnh đám của Fixer. Nói chung mà những con mà Fixer chạy sò Motorola thì đến điểm của Fixer rồi. Đấy, bác nào mình có sưu tầm chơi con Fixer 250TX này thì alo cho em nha. Rồi mời các bác cùng xem phía dưới luôn nha. Vâng, mời các bác cùng xem nội thất phía dưới của con 250TX. Đây, hai tụ nguồn được kịp bởi hai thanh niệm thân phốt và phần bo nguồn, phần chiến áp vân vân. Chiến áp của dòng Fixer thì nó sẽ sử dụng thiếp không rỉ nha các bác thấy không? Cực kỳ phê luôn. Rất là mới nha các bác. Đây là phần bo đài, phần nguồn, chiến áp. Hay bác nào mình muốn sở hữu con Fixer 250TX hoặc là đẹp thiếu thùng xốp luôn nha các bác. Cực kỳ mới nha. Rồi em chính xin dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo.